Sở Y tế cảnh báo, dịch sởi và ho gà đang bùng phát mạnh lây lan nhanh chóng, đặc biệt ở trẻ em, các phụ huynh cần chú ý. Xem hết video để có biện pháp bảo vệ an toàn. Sắp đến ngày khai giảng, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý. 1. Bệnh sởi, biến chứng nặng có thể viêm phổi, viêm não, thậm chí dẫn tới tử vong. 2. Bệnh ho gà, biến chứng nặng gây suy hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Cách phòng tránh đơn giản áp dụng ngay. 1. Tiêm phòng đầy đủ, đây là biện pháp quan trọng nhất để phòng chống sởi và ho gà. Hãy đảm bảo bé đã được tiêm đủ các mũi theo lịch khuyến cáo của Bộ Y tế. 2. Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người bệnh. 3. Tăng cường sức đề kháng, cho bé ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. 4. Hạn chế cho bé đi đến những nơi tập trung đông người như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí. 5. Theo dõi sức khỏe của bé, nếu có các dấu hiệu bất thường như sốt, ho, sổ mũi, phát ban, hãy đưa bé đi khám bác sĩ ngay. Hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chia sẻ video này ngay để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.